Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Bạn của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Rồi, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của trạm xe lướt thêm mô tô Thủ Đức nha. Bữa nay là em về được cho anh em ba dòng xe, giá là từ mấy chục triệu cho tới một trăm mấy chục triệu nha anh em. Và ra là hiện tại bên em đã về được rất là nhiều xe rồi, anh em có nhìn nè đó, cả xe mới về, cả những cái dòng xe mà em lên sóng cũng lâu rồi ha. Hiện tại là bên em bây giờ tích trữ đâu đó cỡ chừng lanh quanh 30-40 xe, số lượng xe cực kỳ nhiều, đầy đủ chủng loại cho anh em lựa chọn luôn, muốn loại gì cũng có, từ xì bọt bay, tay ga, nắp kịch bay, rồi xì bọt touring, rồi ADV, rồi super bay đó, anh em muốn giá tiền nào cứ qua bên cửa hàng của em lựa ha, cực kỳ nhiều xe, cực kỳ nhiều giá tiền cho anh em luôn, hỗ trợ anh em trả góp ha, hỗ trợ quẹt thẻ tín dụng, anh em ở trong Sài Gòn em hỗ trợ ship xe tặng nhà luôn. Bán xe là luôn luôn bao gồm cho anh em chế độ bảo hành 3 tháng nha, nên là anh em cứ yên tâm mua xe thì sử dụng, có cái gì thì cứ để em lo đó, trong vòng 3 tháng thì cứ xài thoải mái, con gà mái ha anh em ha. Rồi quay lại ba mẫu xe ở trên khu vực chính trên đây, thì em có một chiếc đầu tiên ở đây là chiếc BMW CB 400 bit đó, em mà xém chút em đọc líu lử thành Honda CB 400 bit rồi đó mọi người, hay cái chữ X này nó hay lộn lắm nè. Dòng này thì em bán cho mọi người là 139 cũ 800 ngàn ha, đăng ký 2019, biển số Sài Gòn luôn. Con này là một cái phiên bản mà nó tối giản thiết kế lại, nhỏ gọn cho anh em thích hợp đi phố ha, di chuyển trong phố tần suất cao đó, do đó thì nó có sẽ có một thiết kế nó nhìn nó gọn gàng hơn cái dòng C400GT. Con này hiện tại là đang được ráp nguyên một cái bộ đề can HB Ray đó. Tem này là anh em thường thường là sử dụng trên những cái dòng xe BMW S1000R với S1000RR, tức là xe cá mập đó anh em. Tem này nhìn rất là đẹp ha, rất là liền lạc, tối giản nhưng mà vẫn là làm nổi bật chiếc xe lên, ra ngoài đường ta nhìn vô ta biết BMW liền. Xe này hiện tại là tình trạng là xe zin nguyên con, dàn áo rất là đẹp, rất là cứng cáp ha. Đó, tem này còn rất là đẹp, chưa bị bong chóc gì hết nha, phuộc trước phuộc sau là ngay ngắn, không có xì dầu chảy nhớt gì hết nha anh em. Ti phụ là không có bị xước xát ha, dĩa còn rất là đẹp. Đây, xe này tụi em đã bảo dưỡng thay nhớt xong hết rồi đó, nên là anh em mới mua về chạy thôi. Vỏ trước vỏ sau gai còn rất là dày đó, cái gai này anh em nhìn cái vân nó giống như là những cái dòng mà vỏ rốt 5 nè, siêu bám đường luôn, đi mua cực kỳ tốt nha anh em. Cụm đầu đèn led nó lấy thiết kế từ những cái mẫu mà GS 1200 1250 ha, kính chắn gió đó, tay thắng tay côn, con này vẫn còn xài tay zin nha mọi người. Đây, rất là đẹp, rất là liền lạc ha, kính zin luôn. Xe này là hai dĩa đó, dòng BM này là phân khúc cao cấp rồi, mức giá xe mới là tầm 200 mấy chục cũ, gần 300 cũ, nên là lúc nào cũng có hai dĩa nha anh em đó, an toàn tối đa, hệ thống chống trượt, rồi ABS, màn hình là màn hình TFT full chức năng. Đây anh em nhìn là rất là đẹp luôn đó, mở cái màn hình lên một cái là anh em thấy uy tín liền ha, như một cái màn hình của những cái thằng mà GS 1250 đó, đó full chức năng, anh em có thể tùy chỉnh rất là nhiều cái thông số bằng cái màn hình này nha anh em. Đó, có luôn cả chế độ navigation kết nối bằng cái app điện thoại luôn, rất là tiện lợi ha. Phần cốp con xe này rất là rộng, đây anh em nhìn nè, có sẵn một cái ti trợ lực cho anh em luôn, tránh hiện tượng mà anh em mở yên lên xong rồi anh em để thả lỏng như thế này thì nó sẽ bị rớt yên xuống, giống như là những xe tay ga, xe Honda rồi nha anh em. Đó, phần ti trợ lực nè, đó, nó sẽ giúp cho anh em đỡ được cái tình trạng mà lỡ như mà mình quên cầm cái yên xe thì nó rớt trúng vô cái tay hoặc là cái đầu mình ha. Ở đây thì anh em cũng có thể sử dụng ngay chỗ cái khớp như thế này để anh em bỏ một cái nón 3/4 hoặc là cái nón full face vô đó, khi mà anh em
gửi xe trong những cái hầm chung cư mà anh em không có chỗ để đóng bảo hiểm á, thì anh em cứ xài cái kiểu này ha. Nhưng mà khi mà anh em di chuyển thì anh em sẽ phải gài nó lên lại đó. Bởi vì sao? Nếu như mà anh em đẩy cái chỗ khoảng trống này xuống để anh em bỏ nón mà anh em không lấy lên lại là chiếc xe nó sẽ không cho anh em chạy ha, không cho anh em nổ máy luôn, bởi vì nó sẽ bị vướng cái bánh sau đó. Con này bánh sau cũng rất là đẹp ha anh em ha. Đây, mâm trước mâm sau là ngay ngắn thẳng thớm hết, phục trước phục sau cũng còn rất là đẹp. Đây anh em nhìn cái phần lốc máy hốc gió nè, nó mọi thứ trên chiếc xe này đó là hoàn hảo. Động cơ là 34 mã lực ha, đó mô men xoắn cũng rất là cao. Tăng tốc thì con này tăng tốc từ 0 tới 100 km/h trong vòng 9,5 giây, một cái mức tăng tốc khá là ấn tượng. Đây bô vẫn còn bô zin luôn, anh em có thể về mình custom cái phần bô xe lại theo cái ý thích của mình ha mọi người. Có thể gắn bô AK, Leovin gì đó, nói chung là muốn gắn cái gì thì gắn. Chìa khóa xài xe mắc cây, và ở đây sẽ có thêm một cái chìa phụ như thế này để anh em về anh em đánh chìa ha. Cái này mình vẫn chưa biết là sử dụng cho mục đích mở cái gì, tại vì con này là sử dụng hoàn toàn bằng điện đó. Máy móc con này im ru, chỉ có cái nồi của nó khi mà anh em mở ra mở máy lên anh em đề máy thì nó sẽ ganti, nó sẽ cao, nồi sẽ kêu chút xíu ha. Đó, full chức năng, hệ thống đèn xi nhan trước sau đèn cốt pha hoạt động hoàn toàn bình thường đầy đủ ha. Đây rất là đẹp, mẫu xe độc lạ. Mức giá con xe này nếu như mà anh em mua những cái con SH350 bây giờ anh em đập thùng, anh em đăng ký thì mức giá cũng nghe như thế này, nhưng mà công nghệ thì chắc chắn một điều rằng là Honda sẽ không bao giờ bằng BMW được rồi. Đó, con này lúc trước mua là 290 cười cho 290 triệu, chưa bao gồm luôn cả tiền ra giấy khoảng chừng lanh quanh 300, bây giờ giá còn phân nửa thôi. Anh em nào mà đang kiếm những cái dòng Maxi Scooter thì anh em cứ lưu ý giùm em cái dòng này ha. 139 cũ 800 ngàn là anh em đã mua được một chiếc BMW C400X biển số Sài Gòn, đăng ký là đầu năm 2019 rồi ha. Rồi qua tới mẫu xe ở giữa đây là một con xe cực kỳ hot luôn. Đó em thì đây chắc chắn là ở Sài Gòn này chỉ có một mình em bán mẫu xe này thôi mọi người. KTM Đúc 390 đăng ký cực kỳ cao tháng 7 2024, bữa nay là vừa được 2 tháng mấy thôi. Ô đô lăn bánh mới chỉ có 1.000 cây thôi nè. Đó biển số Sài Gòn ha, cực kỳ đẹp. Con này dung tích bình xăng đã được nâng cấp lên rồi, đổ đầy bình xe này là anh em phải bỏ ra khoảng chừng 360.000, tức là anh em sẽ chạy được một quãng đường nó dài hơn cái phiên bản cũ ha. Và con này hiện tại đang được ráp một cái bộ đề can nhám xám đây để bảo vệ cái lớp sơn ở bên trong, anh em về anh em không thích thì anh em cứ lột ra để cho nó lòi cái đề can zin ra ngoài ha anh em. Tem năng lượng trên cái phụ này vẫn còn luôn. Đó xe này chính hãng KTM nha mọi người, đó vẫn còn bảo hành, chế độ bảo hành đầy đủ luôn. Ốc phục cổ chẳng ba đều ngay ngắn thẳng thớm rất là đẹp ha, những cái tem logo KTM này vẫn còn y xì. Phục là không có xì dầu chảy nhớt nha anh em. Đó phục WB có thể tinh chỉnh được bằng cơ ở đây, tăng giảm cái độ rebound và compression. Ở đây là compress nè, ở đây là rebound. Đó màn hình TFT full chức năng cực kỳ đẹp, một cái giao diện mà nhìn vô là anh em thích ngay liền, cực kỳ đẹp anh em ơi. Đó và xe này nó sẽ bao gồm cho anh em những cái chế độ lái sau đây. Đây nha, đó anh em có thể tắt chế độ hoặc dừng mod trước đi ha. Mod trước thì anh em sẽ có Street, Truck và Range, ba mod nhiều hơn phiên bản cũ ha. Rồi tới chế độ ABS thì anh em có thể bật và tắt chức năng Super Moto đó, kèm với đó là tức là bây giờ là nó chia ra là có ABS và không ABS bên sau. Và màn hình này là màn hình cảm ứng nha anh em, cảm ứng bằng điện nha. Đó khi mà anh em vô một cái môi trường bị thiếu sáng hoặc là sáng nhiều quá, thiếu sáng nó sẽ bị tối lại, nó giảm cái mức mà tăng độ sáng để bảo vệ con mắt con em này, mình rút ra nè. Đó đó cực kỳ xịn sò luôn anh em ơi, trời ơi một con xe mà tôi nói thiệt với anh em, mức giá con này, đây là chế độ traction control nè, nó chống trượt bánh sau, chống xoáy bánh nè, đó tắt và bật. Đó máy móc cực kỳ êm. Con này máy móc mình nghĩ là cũng đã có cải tiến rồi mọi người, bởi vì con này là làm thay đổi nguyên một tổng thể cái phần động cơ đó. Máy móc con này thì vẫn còn nguyên zin nha anh em. Đó động cơ là C4C đây, thiết kiểu thiết kế máy mới mà mình cảm giác như là con này cái lực của nó mạnh hơn những cái con đúc 390 đời cũ ha. Phục WB đây, mọi thứ cho con xe này len keng ô đô 1.000 mấy chục cây thì đang khỏi cần phải bàn tới cái độ mới nha. Vẫn là sử dụng heo pre trước sau tích hợp luôn ABS phần dàn hông này đó, một kiểu thiết kế rất là hầm hố. Và con này có một cái kiểu thiết kế nó sẽ, mình nghĩ là nó sẽ giống với con đúc 890 hiện tại bây giờ mức giá là 400 mấy chục chai nha anh em. Đó
ở những con phiên bản đúc 390 đời cũ thì nó sẽ có kiểu thiết kế giống như là đúc 790, thì con này mình nghĩ nó cũng sẽ tương tự giống như vậy. Nhôm sinh dĩ con này cũng còn rất là đẹp ha, vỏ vẫn còn vỏ zin luôn. Máy móc là nguyên thủy, không có xì dầu chảy nhớt gì hết nha anh em. Tất cả mọi thứ cho con xe này đều hoàn hảo nha. Chắc xe zin nguyên con, máy móc đây. Mình sẽ cho anh em nghe tiếng máy ha. Cùng công tắc đời quá xịn luôn anh em ơi. Đây hazard, nó sẽ được bố trí ở đây ha. Đó, bấm lẫy rất là nhẹ. Đó. Anh em nào mà đang có ý định mua xe mới thì anh em cứ chăm chú vô con xe này giùm em ha. 150 mấy cũ thôi là anh em đã mua được đúc 390 rồi, đăng ký cao luôn tháng 7/2024, tiết kiệm loanh quanh đâu đó 60 triệu nha anh em. 60-70 triệu gì đó mình không nhớ ha. Rồi qua tới mẫu xe cuối cùng ở đây thì em có một con CB150 đăng ký lần đầu năm 2023 nha. Con này là em bán là 73 cũ 800.000, biển số Thủ Đức luôn. Đó. Con này là phiên bản mới, tem mới nha. Có khách rồi. Anh em chờ mình một xíu nha. Rồi, em tiếp khách xong rồi mọi người. Sẵn đây thông báo với anh em luôn là con Spark Billen màu xám là em đã nhận cọc rồi nha. Bây giờ là bên tiệm em chỉ có còn VIP Billen thôi. Đó, anh em nào mà đang kiếm mấy cái dòng Husqvarna thì anh em tranh thủ ha. Quay lại tới chiếc Honda CB150 này, nhắc lại mức giá cho anh em luôn là 73 cũ 800.000 ha. Đăng ký 2023, biển số Sài Gòn luôn, hai chìa đầy đủ cho anh em. Thẻ code vẫn còn ha. Đây. Đó, rất là uy tín luôn, mỏng này là phiên bản màu tem mới nha mọi người. Tình trạng xe này là lên được một số món đồ chơi cơ bản, bao gồm là một cặp kiến gù đây. Đó. Chân kiến nè. Đó là có cái đồ mà chống khóa hay là cái gì đó, này em không rành ha. Tay thắng tay côn vẫn là tay zin luôn. Đó, chức năng cho con xe này hoạt động hoàn toàn bình thường nha anh em. Phiên bản này là phiên bản hình như là đặc biệt hay gì đó. Con heo là con heo màu đỏ nha anh em. Heo Nissan màu đỏ nha. Phục upside down, không xước ti, không xì dầu chảy nhớt ha. Dĩa còn rất là đẹp. Đây, vuốt đó là mịn màng luôn, mâm trước mâm sau là ngay ngắn thẳng thớm, không có bị cong vênh xiên dẹo gì hết nha anh em. Vỏ là còn sử dụng tốt nè. Đó, anh em không cần phải thay thế ha. Ở phần thân xe con này cũng đã được trang bị sẵn cho anh em một cái bộ chống đổ thân rồi. Đó, anh em về khỏi cần phải lắp luôn. Sẵn đồ cơ bản rồi. Quá là tuyệt vời luôn anh em ơi. Con này là hiện tại là nó sẽ có một vài vết chạy xước nhẹ nhẹ nhưng mà không đáng kể nha mọi người, không có ảnh hưởng tới quá trình sử dụng xe ha. Máy móc nguyên zin, chưa rớt đầu hạ máy, nó không xì dầu chảy nhớt luôn nha anh em, khô ráo cực kỳ. Máy móc rất êm rất mượt ha. Con này chạy cảm giác lái rất là thích nha anh em ha. Thích hơn rất là nhiều luôn so với những cái dòng xe cùng phân khúc của Honda như là Winner X đó, chạy rất là phê. Chốt gác chân vẫn còn, ốc tán là đẹp len keng sà beng, anh em có thể qua bên tiệm của em xem trực tiếp cho nó dễ nha mọi người. Ở đây có sẵn cho anh em một cái móc treo đồ nè, đó là treo đồ nhẹ thôi nha anh em, chứ mà anh em đi treo cục tạ 20kg lên là nó bứng này ra luôn đó. Rồi phần gấp xe vẫn là một màu đen nguyên zin ha, bô zin vẫn còn theo xe luôn. Đó, heo sao cũng là màu đỏ ha, bố thắng còn rất là dày, em đã kiểm tra xong hết rồi, anh em mua về chỉ sử dụng thôi. Vỏ sao rảnh còn rất là sâu. Đó, sẵn cho anh em một thêm một cái dây trắng bùng nữa ha. Ba ga cũng được trang bị sẵn rồi. Bắt biển số đúc gầm cho anh em cực kỳ tiện lợi luôn. Đó, một mẫu xe thay đổi một vài thứ thôi là nhìn nó khác hẳn những mẫu xe zin liền anh em. Nhìn gấu liền. Đó. Đây. Phần phía bên trái của xe, đó. Ốc dĩa anh em nhìn nè. Em quay ngay chỗ khúc từ xa này mà anh em thấy còn rất là sáng ha. Tem thông số trên góc vẫn còn luôn, chỗ cái chân bên đây vẫn còn. Nó cực kỳ đẹp. Khỏi cần phải chê nha anh em, xe này không có gì phải chê hết. Anh em mua con xe này là anh em tiết kiệm được khá tiền rồi nha mọi người. Đó. Màn hình là hiển thị chức năng đầy đủ ha. Full nét. Hệ thống ABS trước sau là hoạt động hoàn toàn bình thường, không có lỗi, không có chập chờn hết nha anh em. Đèn cốt, đèn pha, xi nhan đồ hoạt động bình thường. Đây, xi nhan chớp rất sáng. Đó, đằng sau là anh em có thể nhìn vô trong cái miếng gỗ mà thôi để em quay cho mọi người đi. Đằng sau nó là màu đỏ ha. Ồ, lộn rồi. Đây. Đó. Đó, máy móc cực kỳ lực luôn anh em. Khỏi cần phải bàn cãi về tình trạng xe này nha. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó, chỉ có 73 cũ 800.000 thôi là anh em đã mua được một chiếc CB150R 2023 biển số Sài Gòn rồi. Anh em có thể về xem tên đóng thuế là 1% thôi nha. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi clip review 3 mẫu xe lần này của em. Hẹn gặp mọi người vào những clip review xe lần sau. Các bạn anh em nhớ cho em xin một like, một share và một follow nha mọi người.
Đó, nếu như mà anh em cần xem hình ảnh chi tiết của ba mẫu xe này, anh em truy cập vào website thimotothủ đức.vn để có thể xem hình ảnh chi tiết nha. Hoặc anh em muốn mua xe nhanh gọn lẹ, có ship code, tất cả mọi thứ hỗ trợ cho anh em tất tần tật thì anh em cứ điện thoại trực tiếp vào số hotline này của em, hỗ trợ cho anh em nhanh lẹ nhất có thể để anh em có thể sở hữu sớm một trong ba dòng xe mà em đang quay ở đây ha. Rồi, bye bye mọi người. Khi mà mua xe bên em á, thì anh em sẽ được những hậu mãi và khuyến mãi sau. Thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nón bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em vẫn hỗ trợ thu lại. Mọi người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là chạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm. Một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, chà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1 tới 2 triệu nha mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi người nhà khen ở cái xe cũ mà sao lại đẹp, lại keng, lại bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước, cũ, dơ hay gì đó vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không? Thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó. Thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá. Còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review á thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài, xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, và là những cái chuyện chung mà tụi em không có là review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm đi đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.